Tết nhất thì chắc cũng muốn mẹ mua cho cái gì mà tiền đâu có anh có nhiều. Không. Anh thường có đôi giày anh Thảo. Nói anh nói sao? Người thường có đôi giày anh mang được. Có đôi giày mang là được rồi hả? Ôi ôi nói tội chứ Vậy này, rồi, Phượng cho rồi đó. Cho chưa? Trời rồi nhưng mà không có đôi vớ nào mà ăn tiền đâu mua. Không có đôi vớ hả? Vậy đó Thảo cười đôi vớ cho luôn nè. Ai bạn nào được đó bạn nào. Ăn được hả? Nè nè Thảo có đôi vớ đang đeo nè, cười cho cũng luôn. được cũng được Lấy không? Không có được, không lấy. Thiệt cho luôn á, đi chân đất về rồi mai Thảo mua đôi khác. Không có dám đâu anh Thảo ơi. Không có dám hả? Thôi vậy này, Thảo hứa với anh là mai mốt tới mua cho anh 5 đôi chịu không? Rồi chịu luôn cũng được. Thôi giờ lựa đôi này mang về ha, chứ còn đâu có cho được đúng không? Cờ cho đôi giày đôi vớ luôn vẫn chịu. Không chịu được. Còn anh đi ra đôi giày là chị Phường cho rồi đúng không? Thảo xin đôi giày khác ha. Bây giờ anh cho em 50 rồi em mua đôi giày luôn. Cho 50 mua đôi giày hả? Em mua cái đồ bữa em mang luôn. Vậy thôi cho giờ luôn ha. Nè cho luôn này. Đâu rồi tiền đâu, tiền điện con cốp xe rồi đợi chỉ đưa nha. Qua nãy em bị té này, nguyên cầm chó này nãy. Trời ơi sao mà té ướt dơ buồn hết trơn vậy? Này dí con chó nãy. Dí con chó hả? Rồi cái đôi giày chị Phường cho đâu, lấy ra cho em coi, khoe em coi coi. Em đi lấy đôi giày khoe đó. Mấy chị vui là hết rồi nè, hết tội rồi nè. Chị gái ra đây chị. Rồi nằm vô nằm vẳng. Buồn quá nó tuổi hay tội. Rồi chút nữa Thảo quay xong rồi nhà hào tâm cho tiền mấy chị, rồi mấy chị thích ăn cái gì mua sắm mà ăn nhá, ăn Tết. Để mẹ mua. Để mẹ mua à? Chứ mình cũng được tùy ý mua ha, thích ăn cái gì thì nói mẹ mua nha. Dạ được không chị? Được. Không có cái gì hết đó. Ra đây chị, ra đây. Ra đây đi. Để ra rồi cũng khóc vô trong rồi lụi thụi khóc. Ra đây đi, ra đây em hỏi thăm cái rồi coi em có xin tiền được của nhà hào tâm không cho mấy chị mua sắm Tết coi. Giờ Tết mấy chị thích cái gì nào? Nói em nghe coi. Thích cái gì cũng được hết hả? Cái gì cũng được hết đó. Mà đồ ăn hay là thích bánh kẹo hay sao chứ? Đó. Nè, nghe nè. Cái kìa. Để đó xíu đi, để xíu đi. Hả? Chị nói đi. Thích ăn cái gì? Ăn thịt cá hay là ăn bánh kẹo hay sao để... Ăn cái gì cũng được đó. Người ta cho mình ăn cái đó. Dạ. Ôi. Chị không có đòi hỏi ai. Không đòi hỏi ha. Vậy sao có ăn là được. Có mẹ, ăn được rồi. Mẹ cháu ăn có đầy đủ không vậy? Chắc cũng thiếu hả? Chắc cũng thèm lắm ha. Không có gì hết. Không có gì hết trơn. Mẹ cho ăn gì ăn đó. Dạ em biết rồi. Thương mẹ lắm. Dạ. Đừng có nói mẹ không cho ăn đúng không? Không có. Thấy tội chứ nè. Xin chụp tấm hình hả? Dạ. Chụp hình để làm cái gì vậy anh? Anh làm kỷ niệm. Kỷ niệm. Rồi thấy đưa máy ra cái là nó chụp cho tấm hình liền. Rồi chụp xong rồi đó anh ngồi xuống đi. Ngồi xuống em hỏi thăm, Thảo hỏi thăm. Ngồi ghế để ngồi chút đã rồi muốn nói gì nói. Dạ. Thấy vô cái là xin chụp hình liền rồi. Sẵn sàng mà. Rồi em Thảo hỏi tên anh cái được không? Hỏi đi. Anh không. Hỏi thì nè, nói. Hồi nãy xin chụp hình rồi, chụp người ta tấm hình rồi thì giờ nói chuyện đi chứ. Giờ tên gì nói đi. Đúng rồi. Tên Lê Cộng Thái Hòa. Lê gì? Lê Cộng Thái Hòa. Nói vô đi, cái nói vô gì? Không có nói, hỏi đứa nào đứa nó nói. Cưỡng nữ mà không. Ồ trời vậy đó hả? Lê Cộng Thái Hòa hả? À, em nè. Anh Hòa năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em cũng con gà không? Con gà hả? Con gà thì năm nay chắc 41 tuổi rồi quá à, đúng không? Đúng rồi, 81. Dạ là 41 tuổi. Rồi anh Hòa, anh Hòa có đi làm gì không? Không. Ở nhà quét sân vậy thôi. Ở nhà quét sân vậy thôi hả? Rồi làm được cái gì nữa? Không có làm biết. Rồi có nấu cơm được không? Không. Không luôn. Nhưng mà ăn cơm được ha. Rồi có lập gia đình, có lấy vợ không? Chưa. Chưa hả? Khi nào lấy? Thì chưa có biết. Chưa có biết là có người yêu chưa? Chưa. Họ nhỏ này có chưa? Chưa ai á. Chưa có ai á. Có để ý được ai chưa? Chưa có ai không? Chưa có ai không? Yeah. Thì vô cái là vui nhất là hỏi người này trước thôi. Mua sắm Tết chưa vậy Phượng anh Hòa? Chưa. Cũng thương nó lắm. Dạ, cái chị Phương giới thiệu đó ha. Chị Phương chị chơi có mấy? Phương tại vì mấy chục năm rồi. Dạ, chị Phương là sao với gia đình mình vậy anh Hòa? Chị giúp đỡ chị nhiều lắm. Tủ. Để cho em cái máy cái đồng hồ. Được có cho tiền không? Cho em mấy chục. Dạ có cho gà không anh? Không.
Có sụt không? Có cho gạo chứ, thấy nghe nói chị cho nhiều quà lắm cho hả? Cho gạo ăn mà không có. Chị vô bộ chị em chỉ nhận cho chị. Này là thứ hai trong nhà. Dạ, cái này là chị hai trong nhà, chị hai đầu tiên. Còn là chị anh cả mất tích. Anh cả là bà sao? Là mẹ ha. Bà là mẹ đúng không? Anh cả là anh nói là cũng Lê Khổng Thái Hà. Dạ. Nhưng mà đó, sinh năm 65. Cái túi của em năm 65. Bỏ vô thì nó khờ nhất trong nhà, nó đi ra người ta dụ đi mất tiêu. Mất tích luôn hả? Không tìm ra, đi các trung tâm rồi công an tìm này kia không ra. Rồi tới chị này là 67 nữa. Dạ. Bà ơi, cho con hỏi thăm cái là bà có tất cả mấy người con bà? Sáu người. Sáu người mà chết, hai người mất tích, người chết. Là ba rồi. Người còn ba đây. Còn ba. Thôi ba rồi mà con thấy ai cũng không chị có. Chị này sinh năm 70 nè. Dạ. Ba người là đều không có được bình đó, thường nó hả? Nó như vậy hết đó. Ôi trời. Chị hai là năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy chị hai? Không biết luôn. Cái gì cũng hỏi mẹ vậy, hỏi chị, mẹ đó. Dạ. Nhưng mà chị biết tên chị không? Thấy rằng con này cái chị hỏi chị... ai thì người đó trả lời. Cái chị đó là lanh nhất. Lanh dữ à. Dạ. Chị nói tên chị là giùm em cái được không? Lê Khổng Thái Hằng. Lê Khổng Thái Hằng. Dạ. Bao nhiêu tuổi rồi bà? Chắc phải năm mấy rồi? 65. 65 rồi hả? Sinh năm 1965. Dạ. Là 57 tuổi rồi đó. Đúng không? Phải không? Dạ. Phải không? Phải 55. 55, 75, 85, 95, 2005, 2015. Đúng rồi, 57 tuổi là 52022 á. 52 là 67 hả? Dạ. Quả 57. Dạ, 57 tuổi. Đó. 57. Nhưng mà không có lập gia đình luôn bà hả? Không. Vậy thì là thằng 65 là năm nay 59 tuổi à? 65 là 57 đó. 57. Đây 67. À, 67 hả? 67 là 55. 55. Dạ. Chị này 55 tuổi. 55. À rồi cái chị trong đó chị ra cho em hỏi thăm cái gì về đến lượt chị rồi đó. Chị ra đi. Rồi, tới mày. Không có mất phần đâu mà sợ. Cứ từ từ em nó hỏi tới. Dạ, chị ngồi ghế đi chị. Không ngồi hả? Em ngồi cao không được, em nhức đầu. À ngồi cao không được hả? Đó. Đứng vậy thôi. Đứng thì còn cao hơn nữa. Rồi ngồi thấp xuống đi, chị ngồi thấp đi. Đó. À. Dạ thôi con ngồi dưới đất được. À cho em hỏi thăm chị tên gì? Em không thấy hơn anh. À Lê Khổng Thái Hưng. Dạ. À Lê Khổng Thái Hà này, Lê Khổng Thái Hưng này. Chị Lê Khổng Thái Hà, Lê Khổng Thái Hằng. Dạ. Thái Hưng. Ơi à, thôi đừng có sửa, đừng có sửa. Thái Dấu. Hiền thì chết dạ. Rồi. Thôi đừng có sửa. Thái Hiền thì chết, này tới Thái Hòa. Dạ. Chị năm nay chị này bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay 51 tuổi rồi. 51 tuổi dạ. Dạ. À chị có đi làm gì không? Dạ, không. Nhưng mà chị là chắc là lanh nhất trong nhà hả bà ha? Đi chợ cho mẹ. Đi chợ rồi lo cho mẹ được. Nấu cơm nấu nước được quá. Dạ. Em làm được nấu cơm em nấu được. Ăn thì mẹ đi dạ. Đi chợ cho mẹ được. Ừ. Thì chỉ có mình chị là nhờ chạy chợ đi đây đi đó. Đúng. Dạ. Hồi đó em lùm với trai té xe gãy chân yếu hơn đi nữa. À hồi đó là chị đi lùm với trai nhưng mà bị té xe gãy chân rồi cho nên giờ không đi nữa. Giờ ở nhà thôi. Thấy chị rất là lanh nhất trong nhà luôn ba người. Con này nó thấy khách vô nó cũng mến này. Nó sủa. Ừ, hồi nãy nó sủa quá trời. Chị Phượng xuống nó cũng sủa ghê lắm á. À dạ. Mình hồi lên đứng là hết rồi. Bà dạ. Con quen sang với Phượng. À con không quen, con đăng cái chương trình là giúp đỡ những cái người nghèo con thì con chỉ chia sẻ lên và được nhà hảo tâm giúp đỡ thì con mang đến cho những cái nhân vật thôi bà. À thì sau đó chị Phượng cũng coi chương trình của con, chị thấy gì chị nói ở đây hoàn cảnh quá bi đát luôn. Là nhờ Thảo. Con tên gì? Con tên Thảo. Thảo. Thảo thì là bà chưa nghe nhưng mà có cái anh lang thang. À. Anh có chia sẻ cho hoàn cảnh của bà rồi hả? Không, chưa, giờ chưa có ai tới đây hết. Dạ. Nhưng mà có một cái là bà không lên Facebook đâu. Dạ. Tại vì lên Facebook va chạm đó. Va chạm sao bà? Va chạm bên nội nè. À. Rồi tại vì ghế ngồi nè. Hồi xưa. Không mà con hỏi lại, con quên hồi nãy giờ con chưa hỏi cái vấn đề này. Con đăng lên YouTube được không? Để kêu gọi mọi người giúp đỡ cho gia đình của bà.
YouTube. Dạ, còn bà đừng có nói gì đến cái chuyện mà đời tư rồi gì hết, thì đừng có nói gì đến gia đình bên nội hết, thì không có ảnh hưởng hết. Đó, dạ, họ rõ ra vậy đó, mất công. Họ chỉ nhìn thấy cái cảnh rồi. Đúng rồi, họ cạnh mình thì họ thương, họ chia sẻ, nhà hào tâm thương rồi giúp đỡ cho. Giúp đỡ qua con chứ. Đúng rồi, do cho con. Họ xuống đây xa xôi. Dạ xa, thì con nhận được thì con gom góp được bao nhiêu thì con mang xuống cho gia đình, để cho gia đình đón Tết. Thì bà mừng cái là mình con với bà thôi, với gia đình thôi. Dạ. Chứ còn nhiều người mà lên xuống ở đây quá à, không được. Bà không muốn mọi người tới nhà đông đúc đúng không? Nè, à vậy là như vậy. Đông đúc thì nó ảnh hưởng. Nhưng mà đăng lên mạng thì được không? Đăng lên mạng. Được thì con mới quay, còn không thì thôi con ngưng. Là con không giúp luôn. Thì ý là con hỏi rõ cho, tại vì đó, cái đây là chuyện gia đình của bà, thì bà đồng ý thì con mới làm tiếp, còn không thì thôi, tại vì rõ ràng vậy đó. Thôi để qua Tết đi. Không, con bây giờ con từ xa xôi con tới đây, thì nếu làm thì hôm nay con làm luôn, không thì thôi á. Con không có thời gian con trở lại, con còn rất là nhiều nhân vật. À, dạ, đúng rồi, bà thấy con từ trên đó con gọi từ sáng giờ con mới xuống tới đây được á. Đây con. Nếu như bà mà không đồng ý bữa nay là bà mất quyền lợi. Con cũng quyền lợi thì con không biết, nhưng mà không thì con đi về thôi vậy đó. Con cùng xa xôi thì con tìm đến. Con đi về là bà mất quyền lợi. Dạ thì quyền bà, cái đó là quyền của bà, giống như là gia đình của mình thì mình khi mà trước khi mà con đăng thì con cũng xin phép bà, con đăng cái chia sẻ câu chuyện của gia đình mình lên mạng vậy đó. Bà có đồng ý thì con làm, còn không thì thôi, chứ cái này là quyền của bà mà. Vậy thì đúng. Vậy thì con tên Thảo. Dạ. Vậy thôi con Thảo với bà là làm quen đi. Còn cái vấn đề mà lên YouTube đó thì là để sau này. Dạ. Rồi vậy thôi ha, vậy cũng làm ha. Thì ngồi đây chút với bà chứ làm gì. À không, con còn nhiều việc lắm. Vậy thôi con tắt máy, con không đi, con còn nhiều nhân vật lắm. Dạ. Rồi con đi suốt ngày vậy. Dạ đúng rồi. Vậy thôi bà. Vậy thì là con năm nay con nhiêu? Con 32 tuổi bà. À còn nhỏ quá. Dạ. À, cho nên là bà để đó rồi sau này bà cháu mình còn gặp nhau. Bây giờ thì là trong cái hoàn cảnh này bà có nhiều cái khúc mắc. Dạ dạ vậy thôi bà ha. Dạ, con thông con cảm máy, con thông cảm với bà nha. Dạ, chào cả nhà. Thì sau một hồi nãy giờ nói chuyện với bà thì bà mới đồng ý trò chuyện và để lên clip. Thì cái này là cũng bình thường thôi. Bà nói là vì một số lý do cá nhân của bà không có muốn chia sẻ, nhưng mà Thảo giải thích cho bà thì cái này là chỉ có Thảo phải ghé thăm hoàn cảnh của gia đình mình thôi, không có nói xấu gì đến bên nội của mấy anh chị á. Thầy cũng nói rõ ra là bà nói là cũng có một số cái điều có nói về bên nội, cho nên là không có chia sẻ lên clip để mất công ảnh hưởng bên nội. À, thì thôi Thảo không có hỏi gì cái chuyện bên nội thì để cho khỏi ảnh hưởng đến bà ha. Đó thì hôm nay chủ yếu là cái cuộc trò chuyện là hỏi thăm về hoàn cảnh của bà rồi đời sống của mấy mẹ con tới hiện tại, thì bà cũng lớn tuổi rồi. Thôi bà cho con xin phép xưng bà đi bà ha. Bà nói thì kêu xưng bác được rồi. Mà con nói con quen miệng rồi, thì con xưng bà đi để cho nó thuận tiện. Vậy là bố con nhỏ hơn bà có mấy tuổi rồi mà. Dạ bác thì nó tiện hơn. Dạ thôi vậy thì bà nói là xưng bác thì con xưng bác. Bác thì nó tiện hơn. À, mấy hay nó gần gũi. Mấy cô bác ở ngoài miền Bắc thì xưng bác hơn. Dạ rồi chắc con hỏi là tên bác cái để con xưng hô được không? Khổng Lệ Hòa. Khổng Lệ Hòa, bác là Khổng Lệ Hòa. Năm nay bác bao nhiêu tuổi rồi bác nhỉ? Coi như là 76. 76 tuổi. À 76 tuổi là tuổi con heo bằng tuổi ba con á. Đúng không? Heo á. Dạ, tuổi hơi đó. Tuổi hơi rất là sướng đó. Ba con cũng sướng lắm. Sướng. Dạ sướng lắm. Sướng. Ở nhà ăn chơi không à? Trời ơi. Rồi chồng của bác thì mất rồi, mất cách đây 10 năm rồi. Đó là cái câu chuyện hồi nãy giờ mình trò chuyện là có hỏi như vậy, thì bây giờ không có hỏi lại nữa thì biết để em nhắc trong cái video để cho anh chị
quý khán giả coi thì hiểu thôi, là chồng của bà bác thì đã mất cách đây 10 năm. Và hiện tại thì bác có, bác nói là bác có tới 6 người con, nhưng mà tất cả là đều bị khờ hết. Đó, cái này là di chứng do gia truyền. Chết một người, hai người đi mất tích. Thì hiện tại còn là ba người thì mấy chị, mấy anh đây đều không có được tỉnh táo như mà những cái người bình thường, thì cũng rất là thương. Có giấy khám bệnh hết à? Có giấy khám bệnh tâm thần hết á bà hả? Khám bệnh viện tâm thần Trung ương hay trên Trung Đồng Nai, Biên Hòa, hay là khám ở Sài Gòn bà? Không, ở Sài Gòn này. Dạ. Trung ương này. Bây giờ mà tụi nó bệnh rồi này kia là đưa lại cái trung tâm tâm thần Lê Minh Xuân. Lê Minh Xuân đây. Dạ dạ. Nó gần đó. Rồi thì họ phát thuốc đồ miễn phí hả bà? Phát thuốc thì có, bây giờ không có bảo hiểm. Không mua bảo hiểm thì là ở đó họ họ bán cho. Dạ. Nhưng mà bán cũng không có gọi là chịu được. Dạ, nên giảm giá rất là hữu nghị, rất là nhẹ. Thì cho mấy người này uống thì coi như là khi cô cũng, bác cũng không dám cho uống thường xuyên. Dạ. Khi nào mà có vẻ căn bệnh mà nó ấy thì mới cho đi khám. Dạ. Lại đó khám rồi người ta phát thuốc cho. Có khi nào lên cơn rồi chửi bới nhiều không bà? Mấy thì cô cũng có lúc vậy. Dạ. Cũng có lúc. Thì có lúc thì người này thì lớn thì đầm tính hơn, còn người này thì nhoi nhoi hơn. Nhoi nhoi rồi. Cái anh kia? Anh kia thì đó, hai người, con gà với con chó cắn qua cắn lại. Dạ. Bên kia thì tục tác, bên này thì chó cắn. thấy đó, hồi nãy thấy vô hỏi tên, cái dù hỏi tên thôi mà cười nhau đó. Rồi đó. Thì 1-2 giờ em phát lên cái là la ung sùng. 1-2 giờ trưa nắng hả bà? Tối khuya. 1-2 giờ khuya. Ừ. Rồi nhiều khi rồi bác đâu có ngủ được. Như vậy rồi ai nhường nhau chị? Ta nằm ở trên này ta thấy. Ta chạy xuống. Thì nhiều khi lúc trước khỏe còn chạy xuống la hét được, nhưng mà bây giờ đứng ở đây lên tiếng lớn để cho mấy người này đầm đi. Tối là ba ngủ trên cái nhà lớn trên này. Trên này. Còn ba người ba dưới đó, chị thì ngủ dưới đó. Ngủ đó. Để cho lỡ có làm gì khỏi ảnh hưởng đến bà. Đó. Dạ. Thì để dỗ được giấc ngủ mà tỉnh táo mà lo chứ. Dạ. Rồi nhưng mà nhiều khi đêm quậy quá ngủ đâu được. Dạ. Cũng phải lên tiếng. Dạ. Đó. Nó khổ vậy. Và cho con hỏi thăm cái là ba chị mà bị tâm thần này này có giấy nè, thì có được tiền nhà nước hỗ trợ cho người tâm thần không ạ? Thì cái tiền mà tiền hỗ trợ hàng tháng á bà? Có không bà? Nhưng mà bây giờ cắt rồi. Sao cắt vậy bà? Ở trên Tân Phú họ cắt, tại vì họ nói là người không ở trên đó. Hồi xưa là bà tạm trú trên đó hả bà? Bà làm hộ khẩu thường trên đó. Thường trú cái hộ khẩu của ba mấy người này chết nè. Là ở trên đó. Ở trên đó. Nhưng mà sau này bà về dưới này thì bây giờ không có chuyện hộ khẩu về hả bà? Chuyện hộ khẩu mình đâu, nhà mình đâu có số. À, cái này cũng có nhà, cũng có số, nhà cũng có giấy tờ. Ừ. Bà cũng có kể với Thảo là cái khu đất này là đất của Năm Trường. Năm Trường. Đó, vậy bây mình giờ chỉ họ cho ở thôi. Ở vậy thôi chứ không có mua bán được, không có cấp giấy tờ đồ, cho nên không có số và không có số, hộ khẩu. Không có quyền lợi gì hết. Cho nên là mấy anh chị bây giờ cũng có tiền của nhà nước hỗ trợ. Không có tiền của nhà nước hỗ trợ. Rồi bây giờ là hàng tháng là bà lớn tuổi, mấy anh chị cũng đi làm thì tiền đâu mà mình đóng tiền điện, tiền nước rồi tiền sinh hoạt. Tiền nước thì có anh Minh anh cho đó. Có một cái người anh Minh hả? Anh Minh. Có bà con gì không? Phạm bà? Không. Chỉ là quen biết cái lúc mà bác trai chết đó, ở trên Tân Phú lên đó lo ma chay. Dạ. Thì là anh lại cũng như anh trong giáo hội công giáo đó. Dạ. Trong giáo hội trong địa phương đó. Dạ. Nhà thờ anh chạy lại anh giúp tang lễ đó. Dạ. Thì anh biết cái hoàn cảnh gia đình như vậy, thế là anh giúp đỡ từ lúc đó đến bây giờ. Dạ, lúc từ ông mất đến giờ. Ừ. 10 năm rồi. 10 năm đó. À, cho tiền điện tiền nước hả bà? Hả? Cho tiền điện với tiền không, nước hả? Tiền coi như là anh cho là tháng là 5 triệu đó. À, cứ tháng cho 5 triệu. Tháng cho 5 tháng triệu. Tháng nào cũng cho hết. À. Đem tới đây luôn hả bà? Gửi qua bưu điện. Gửi qua bưu điện. Ồ, vậy cho nên cuộc sống của ba mẹ con, bốn mẹ con thì trong 5 triệu đó. Dạ. Trong 5 triệu đó góp nhóp lại thì là điện nước rồi ăn uống rồi bệnh tật hay là cần xoay sở gì cho là... suốt 10 năm mà bà. 10 năm. Trời ơi.
mà đúng là cái người ân nhân của cô suốt đời đó, đúng ân nhân của bà đó, của bà bác đó, dạ. Của bác suốt đời đó, cho tháng tại vì đâu mà. Có đâu bà con gì đâu, dạ. Chẳng qua là quen biết trong giáo hội vậy thôi, dạ. Mà giúp nay là 10 năm rồi, dạ. Mà cứ hàng tháng cho 5 triệu vậy. Dạ. Rồi. Trời ơi, mừng quá trời luôn. Cứ lần lần như vậy mới có tiền trang trải đây rồi. Đó thì con nói bác là bác lớn tuổi cũng đi làm được nè. Ở đây trong vườn cũng làm cái gì. Rồi ba anh chị thì không có làm gì được ra trò. Thì sao mà có tiền mà trang trải được. Thì đó. Bác nói ra à thì ra là có một cái nhà hảo tâm là cái anh nó tên Minh hả bà hả? Ừ. Giúp cho tháng rồi, 5 triệu. Rồi cô được cái tiền Caritas cho nữa. Caritas thì cho gạo giáo xứ nè. À là bên nhà thờ đó bà hả? Cho gạo ăn. Rồi có một anh nữa. Anh đó là cửa mà Long Đại Thành á. Dạ. Anh có cái xưởng cửa làm Long Đại Thành. Dạ. Tinh Nghĩa. Anh cho gạo hàng tháng. À dạ. Anh cho gạo hàng tháng. Cái lúc mà tụi nó còn ăn mạnh anh cho mỗi tháng 50 kg như vậy. Dạ. Đó. À, bác kể hết trơn á, chứ Thảo đâu có biết đâu. Thì thiệt tình lắm, có gì nói đó. Dạ. Tại vì cái ơn người ta cho mình bây giờ nếu mình có thể nói ra để cho mọi người biết là những cái người mà người ta sống cái ơn nghĩa như vậy. Dạ. Chứ mình đâu có giấu giếm. Dạ. Đó. Thành nên là ai cho cô cái gì hay giúp đỡ cô thì cô nhớ ơn cứ ghi. Tại vì mình sống mình bám vô xã hội mà. Dạ. Các ân nhân thì mình phải biết ơn, mình ghi, mình nói ra để mình cũng như là mình ghi ơn người ta. Rồi nhà này là cũng nhà nước cho cất hay là mình không, tự cất thì nhà này bác? Tự cất. Tại vì hồi đó được cái món tiền đó người ta cho đó rồi gom góp cho hồi đó che bạc nấu. Dạ, cho con quay bên trong cái nhà cái cho khán giả coi nha bác. Dạ, dạ. Đây là toàn là người ta cho. Cả đồ đạc ở đây là một chị Thanh Thủy. Dạ. Một chị tên là Thanh Thủy, chị cung cấp tủ ấy này kia tùm lum hết. Dạ. Cho tủ luôn, lò nướng luôn. À lò nướng cho luôn. Dạ. Nghĩa là gọi là cung cấp, nghĩa là đầy đủ chứ. Chứ mình tiền đâu mà mua. Rồi mình đâu có tiền đâu mua đúng không? Đúng rồi. Đó, con cứ vô đi. Quá trời. Dạ. Thôi được rồi bác ơi, con coi vậy thôi à. Con coi trong nhà cái vậy thôi. Rồi cái dàn loa là ai cho gì chị? À anh Quân á, anh Quân trong chị Phượng á. À chồng chị Phượng cho hả? Anh Quân là bác có mua. Bác có mua của anh Quân. Hồi đó hình như anh Quân nhà nó sao đó, xong cái bác mới mua. Dạ. Cho. Rồi trong tủ lạnh có gì nhiều không chị? Không có gì hết luôn. Không có đồ ăn hết trơn. Ăn cơm nước tương không à? Ăn cơm với dầu. Ăn cơm với rau. Anh hai là muốn ăn lộ nước, hai là muốn này này ăn chung với nhau. Ai hái vậy? Em lộ cho anh hái. Dạ. Nước còn cỏ em luôn. Kệ hết luôn ghê. Ờ lộ trong đây này. Mẹ là muốn hái luôn hả? Ờ sáng nãy chung hai một rổ đầu luộc ăn. Ăn ngon không? Ngon. Ngon phải ăn với sao vậy? Có gì đâu ăn. Trời ơi nói tồi ghê chứ nè. Mà có thích ăn gì không? Hả? Thích ăn gì người khác không? Ăn thịt ăn cá gì không? Thích hả? Thảo biết trong cái mùa dịch đó. Dạ. Ở đây tổ trưởng. Ở đây tổ trưởng cho rau củ rồi gì ở đâu có xóm trưởng. Xóm trưởng cho rồi công an cho, công an khu vực. Rồi xóm trưởng, rồi tổ trưởng, cái có rau cho rau, có củ cho đúng củ, đó, dạ. Có gạo cho gạo, có gì cho nó, cái có khi đem chở vô tận nhà cho. Dạ. Công khi an. Dịch đâu có đi mua đi vô đồ được, không đi phong được. Cứ ở ngoài chốt có đem vô đây cho. Dạ. Đây này con ra có cái chốt ở chỗ dạ, này. Con biết rồi. Chị ngồi xuống đây đi cho Thảo hỏi thăm nữa nè, nhanh lên. Xong cái biết làm sao? Cái công an khu vực thì là kêu người chở gạo ha, có củ khoai, củ sắn rồi gì dạ, chở vô đây dạ. Cho. Thấy hoàn cảnh này thì quá thương. Thành cho nên là trong gia đình bốn mẹ con là được. Sống được qua cái mùa dịch. Thành nên rồi là tiêm hết chưa bà? Tiêm đủ 3 mũi. Rồi vậy là mừng rồi. Ê, hỏi cả thăm, nhà hết. Hỏi thăm thêm chị cái nữa nè. Rồi ăn rau riết ngán quá hả? Em có bướu đây. À chị cũng bị bướu rồi hả? Có đau không? Thấy tội quá hả? Thấy rồi có muốn ăn cái gì khác không? Muốn thịt cá không? Chị đi chờ hả? Khóc hay gì vậy? Ai làm cái gì mà khóc?
À, đây, nghe nói tới vậy cũng buồn. Ôi rồi. Gia đình. Ừ. Vậy cháu cũng biết tuổi thân. Dạ, con biết rồi, thì con thấy gia đình hoàn cảnh đáng thương quá. Rồi thường thường là chị đi chợ hả? Đi chợ rồi có khi nào mà lén lén mè mà mua cái đồ gì ngon ngon ăn không? Không. Thấy tuổi thân. Chị nào cũng tuổi thân hết luôn. Mấy chị là rướm rướm lệ nhiều nhất, còn anh trai thì vô tư hơn. Con biết không? Dạ. Cái hoàn cảnh của bác đó, thì bây giờ nói đến là nó động lòng. Dạ. Nó xúc động lắm. Dạ. Nó từ trong căn rồi. Cái này từ nhỏ nó đó. Bà ơi, mấy chị chắc muốn ăn đồ lắm đúng không? Ừ, Tết nhất người chắc cũng muốn mẹ mua cho cái gì mà tiền đâu có nhiều. Không. Đúng rồi. Đừng có đồ dài vậy anh Thảo. Anh nói sao? Đừng có đồ dài em mang được. Có đồ dài mang là được rồi hả? Ôi, con nói tội chứ này. Vậy rồi, Phượng cho rồi đó. Cho chưa? Cho rồi, nhưng mà không có đồ quá nào mà ăn tiền đâu mà mua. Không có đồ dớ hả? Vậy đó Thảo cười đồ dớ cho luôn nè. Ai bạn nào được đâu, bạn nào. Ăn được hả? Nè, Thảo có đồ dớ đang đeo nè, cười cho luôn. Không được. Lấy không? Không có được, không lấy. Thì cho luôn á, đi chân đất về. Rồi mai Thảo mua đôi khác. Không có dám đâu anh Thảo ơi. Không có dám hả? Thôi nè, Thảo hứa với anh là mai mốt tới mua cho anh 5 đôi chịu không? Rồi, chịu luôn cũng được. Thôi giờ lỡ đôi này mang về ha, chứ còn đâu có cho được đúng không? Cờ cho đôi giày đôi dớ luôn vẫn chịu. Không chịu được. Ừ, còn anh đi đôi giày là chị Phường cho rồi đúng không? Thôi xin đôi giày khác ha. Bây giờ anh cho em 50 rồi em mua đôi giày luôn. Cho 50 mua đôi giày hả? Em mua cái đồ bỏ em mang luôn. À vậy thôi cho giờ luôn ha. Nè cho luôn này. Đâu rồi tiền đâu, tiền để con cốp xe rồi đợi xíu đưa nha. Qua là em bị té này, nguyên cầm chó này nãy. Trời ơi sao mà té ướt dơ buồn hết trơn vậy? Này dí con chó nãy. Dí con chó hả? Rồi cái đôi giày chị Phường cho đâu, lấy ra cho em coi, khoe em coi coi. Em đi lấy đôi giày khoe đó. Rồi mấy chị vui là hết rồi nè, hết tuổi rồi nè. À, chị gái ra đây chị. Rồi nằm cô nằm vẳng. Buồn quá đó, tuổi thấy tội. Rồi chút nữa Thảo quay xong rồi nhà hào tâm cho tiền mấy chị, rồi mấy chị thích ăn cái gì mua sắm mà ăn nhá, ăn Tết. Để mẹ mua. Để mẹ mua, cho mình cũng được, tùy ý mua ha, thích ăn cái gì thì nói mẹ mua nha. Dạ được không chị? Được. Không có gì hết đó. Ra đây chị, ra đây đi. Rồi cuộc khóc vô trong rồi lụi thụi khóc. Ra đây đi, ra đây em hỏi thăm cái rồi coi em có xin tiền được của nhà hào tâm không cho mấy chị mua sắm Tết coi. Giờ Tết mấy chị thích cái gì nào? Nói em nghe coi. Thích cái gì cũng được hết hả? Cái gì cũng được hết đó. Mà đồ ăn hay là thích bánh kẹo hay sao chứ? Đó. Nè. Cái kìa. Để đó xíu đi, để xíu đi. Hả? Chị nói đi. Thích ăn cái gì? Ăn thịt cá hay là ăn bánh kẹo hay sao để... Ăn cái gì cũng được đó. Ừ. Người ta cho mình ăn cái đó. À dạ. Ôi. Chị không có đòi hỏi ạ. Không đòi hỏi ha. Vậy sao có ăn là được. Có mẹ, ăn được rồi. Mẹ cháu ăn có đầy đủ không vậy? Chắc cũng thiếu hả? Chắc cũng thèm lắm ha. Không có gì hết đó. Không có gì hết trơn. Mẹ cho ăn gì ăn đó. Dạ em biết rồi. Thương mẹ lắm. Dạ. Đừng có nói mẹ không cho ăn đúng không? Không có. Thấy tội chứ nè. Để mà đợt sau mà Thảo có dịp đi lên đây mà. Chắc đường nó cũng hơi xa. Đây thì giáp Long An luôn rồi bà. Qua xong đó là Long An luôn. Dạ nhưng mà thôi kệ, nếu mà có dịp đi trở lại thì Thảo cũng hứa được nhiều đâu nha, đi xe máy thôi mà, chiếc xe máy đó đó, thì nếu mà được có gì thì trở lại mà trước Tết ghé mua cho mấy chị ít đồ để ăn Tết ha. Có mấy chị có từ mua đồ được không, từ mua sắm đồ Tết được không? Không chỉ, được chỉ có mẹ mua được thôi. Mẹ được có còn cái gì đi chờ muốn mua được sao bà? Thí dụ dặn cái gì mua cái đó. À dặn cái gì thì mua đó. Ví dụ bây giờ con ra mua cải ngọt thì đi mua. Dạ. Đúng cải ngọt đem về. Có nhiều khi con bị lộn tiền mất. Dạ. Anh nó đâu có đưa bạc lớn được. Dạ. Cứ đưa 100 trở lại vậy để mua được cái gì, dặn cái gì mua. Ví dụ đi mua muối.
đi mua này kia đơn giản thôi. Dạ. À, hồi nãy chị có nói là có cái cần được cái luống rau muống là trước này. Dạ ao rau muống. Dạ ao rau muống. Sâu nước sâu tới cổ luôn để thảo quay cái ao rau muống cho cả nhà coi cái ha. Ừ. Này cái ao rau muống của gia đình này, cái trước này. Mà lồi xuống dưới mà. À cái rau này là đâu có phải rau muống ba nhỉ? Rau dừa, rau dừa đúng không? Dạ đúng rồi, rau dừa, cái rau dừa này cũng ăn được nè. Rau dừa ăn ngon. Dạ rau dừa ăn được. Rồi thì bây giờ đến cái phần đôi giày này. Cái này là của chị hồi này đã chị Phường cho đúng không? Đi vừa chân bây giờ cũng không có đôi bó mang nữa này. Đi có vừa chân không vậy? Trời ơi, thở nổi. Trời ơi, cho đôi giày mừng các bạn. Thấy đôi nói chị cần được đôi giày là được rồi, không cần gì khác. Hồi nãy có nghe nói câu đó đó. Đôi giày này là đi Tết rồi đúng không? Dạ, à, đi định mua có đôi bó anh Thảo rồi. À vậy thôi chúc chúc cho tiền mua tạm đôi vớ trước đi ha. Rồi mai mốt Thảo lên có nhớ thì mua vớ cho anh. Anh đi vớ cỡ nào vậy không biết nữa. Thôi anh Thảo về cũng điện được. Ừ. Cho đôi vớ của Thảo vẫn chị đeo, chân cũng to giống chân anh mà. Dạ rồi cất liền đó. Thôi trời chứ mà. Dạ. À rồi về tối mấy anh chị ngủ phía sau hả, dẫn cho Thảo coi cái chỗ ngủ của mấy anh chị phía sau coi. Đi dẫn đi con đi coi nha bạn. À tên này là cái nhà tên của bà. Bà bên dưới thì cái nhà dưới của mấy anh chị tối là ngủ ở phía dưới. Tối là ngủ cái căn nhà phía dưới này. Căn nhà này thì nó cũng xuống cấp rồi. Nên bà nói là để cho mấy anh chị ngủ dưới không ảnh hưởng đến bà lớn tuổi bà ngủ cũng được đó. Tối thì mấy anh chị đôi khi nhiều lúc mà lên cơn cái đó không kiểm soát được. Đó, anh Thảo thấy không? Rồi, thấy. Bây giờ giường anh đâu? Giường anh đây. Còn không có cái gì anh Thảo. Giường của anh đây ha. Rồi còn giường của hai chị là đó. Hai cái giường hai bên hả? Hai bên đó. Ừ. Bây giờ thì cái Thảo này nói thiệt anh Thảo biết. Nói thiệt làm sao? Em không có tiền, thấy không? Rồi sao? Bây giờ không có tiền. Không có tiền thì thôi, tiền mẹ lo hết rồi mà. Bị té. Ừ. Rồi, nhà này cũng là cắt bằng tạm bờ cái nhà cây vậy thôi. Thôi mình đi lên phía trên ha. Đi lên Thảo. Dạ, thôi đi lên phía trên. Dạ, bây giờ mà anh Thảo đưa cho tấm hình, anh Thảo đưa cho anh tấm hình. À, đưa cho anh tấm hình hả? Tấm hình của anh hồi nãy chụp đúng không? Rồi thôi cả nhà mình ngồi lại đây đi. À, hồi nãy giờ Thảo hỏi thăm rồi. Thảo à? Dạ. Bỏ cái khúc nói về bên nội nó đi. À đâu, bà có đâu có kể gì về bên nội đâu mà. Ừ, không nói chuyện hồi nãy hai bác cháu mình nói. À, không. Đụng chạm tới bên dạ, nội. Dạ không, con có quay cái đoạn mà bà kể về gia đình nội. Ừ. Rồi bà cũng kể về gia đình bên nội này nọ nhưng mà Thảo không có quay vô. Ừ, bà nói sợ ảnh hưởng rồi sợ bên nội mình, bên nội nói. Mình chỉ nói mình thôi. Dạ dạ thì cuộc sống hiện tại của gia đình của bà như thế này thì hôm nay có sao thì con quay vậy. Ừ. Dạ còn con không có con có hỏi han gì đến bên phần bên nội. Thì bà nói đừng có hỏi về phần bên nội mất công bên nội họ trách móc. Dạ dạ rồi thì con hỏi. Thì con quay ra số là con hỏi hết cái chuyện gia đình để cho mọi người nắm hết rõ về hoàn cảnh của mình. Nhưng mà bà nói là bà có cái chuyện khó nói bên nội thì thôi con hỏi đến cái phần bên nội của mấy anh chị. Đó. À bác ơi, hôm nay con ghé thăm gia đình đó. Thì có cái số tiền 2 triệu đồng của cô Diệu Hương ở bên Pháp á. Dạ cô gửi biếu cho gia đình để gia đình mua sắm thêm một chút ít nè cho cái dịp Tết này nè. Dạ, còn có chục ngày nữa tới Tết à. Dạ thì cô Diệu Hương gửi tặng cho gia đình để mua sắm. À mấy chị ơi, cô Diệu Hương tặng tiền cho mình rồi chút nè Thảo đưa cho mẹ nha. Dạ dạ để mẹ mua sắm Tết cho mấy chị ha. Dạ vậy thì cho bác cảm ơn cô Diệu Hương đã có tấm lòng thương đến mấy mẹ con của bác. Dạ thì thôi bây giờ sẵn đây thì là cho bác chúc Tết cô Diệu Hương có một cái Tết vui vẻ hạnh phúc và mọi công ăn việc làm thì được hạnh thông. Dạ đó, thì
có cái tấm lòng như vậy thì xin Chúa chúc lành cho gia đình chị Hương. Dạ. Rồi đây bà, đây là số tiền 2 triệu đồng của cô Diệu Hương ở Pháp con đưa cho bà. Cảm ơn Thảo. Bà coi dùm con có phải đủ 4 tờ không dùm con cái nha. Đủ chứ làm gì rớt cái đâu. Dạ đủ hả bà ha. Dạ thì đó, chị cũng biết tiền luôn hả? Em biết, 4 tờ là 2 triệu. Rồi đúng rồi. Chị cảm ơn cô đi. Cảm ơn cô Diệu Hương nha. Rồi đúng rồi. Chúc cô Diệu Hương ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Rồi để coi nếu mà sắp xếp được thời gian thì Thảo trở lại thăm gia đình trước Tết nha. Dạ. Dạ. Trước Tết thì không có hứa gì nhiều đâu, nhưng mà nếu mà được thì mua cho một ít quà để mấy chị với anh ăn Tết. Dạ. Mua cho anh 5 đôi vớ ha. Con quê ở đâu? Con ở Huế bà. Dạ. Quế mà ở chỗ nào? Con ở Quảng Điền. Chắc bạn không biết ngoài đó đâu. Quảng Điền không? Dạ, biết dạ. Không? Tại vì ba mấy người này gốc Quảng Bình. À Quảng Bình thì Quảng Bình vô Quảng Trì mới vô Huế. Dạ. Có một thời gian cô ở Huế một năm. Dạ. Nhưng mà không có đi đâu hết. Dạ. Vậy thôi con ghé thăm gia đình rồi. Thôi con xin phép nha bà. Rồi, bạn. Cảm dạ. ơn cô Thảo nhiều. Dạ rồi thôi em chào mấy chị nha. Dạ. Đứng lên là hơi khó. Yeah.